tại sao loài động vật hạnh phúc nhất thế giới có nguy cơ tuyệt chủng? Loài động vật hạnh phúc nhất thế giới được nhiều người công nhận chính là họ hàng gần của chuột túi, đó chính là quokka, loài thú có túi sống tại đảo rất nên gần bớt, Australia, nổi tiếng nhờ đặc điểm kỳ lạ trông giống như đang cười trong khi có vẻ đang tạo dáng theo những cách đáng yêu nhất. Chúng có bộ lông ngắn, thô, màu xám nâu và có đôi tay tròn nhỏ và mũi đen, là động vật ăn cỏ, chủ yếu kiếm ăn vào ban đêm và thường sống ở những bãi cỏ cao gần nguồn nước. Tuy nhiên, loài này hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng và có lẽ bất thường, con người không phải là nhân tố duy nhất gây ra thực tế đáng buồn đó. Theo một nghiên cứu, quokka có môi trường sống hoàng chi hậu phía tây Australia trước khi có sự xuất hiện của các loài xâm lấn từ châu Âu như cáo đỏ và dê. Sau này, nơi sống của chúng ngày càng hạn chế hơn, có thể là kết quả của sự săn mồi hoặc ảnh hưởng của con người. Ngoài ra, vì thiếu nước đã giết chết nhiều con trong số chúng ở hòn đảo này, đáng buồn thay, những yếu tố như thế này sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi nhiệt độ trái đất tăng lên. Hãy cùng Vi Vu đi khám phá khắp mọi nơi nhé!